Chúng ta sẽ có 20 chiếc cặp trong chương trình này. Và một trong số đó sẽ có giải thưởng cao nhất lên đến trị giá 1 triệu đồng Miraculous. Vậy nó đang ở đâu? Tất cả chỉ có ở trong chương trình Những Hộp Thần Vàng. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Những Hộp Thần Vàng. 20 chiếc cặp sẽ được mang xuống sân khấu. Nào sếp ơi! Và người chơi sẽ cùng đồng hành trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời bà Đặng Ngọc Thanh đến từ tỉnh Bình Dương. Và bạn Đặng Ngọc Thanh có thể nói một vài lời chào đến với chương trình Những Ngọc Thần Vạn không ạ? Như các bạn cũng đã biết rồi thì mình không cần giới thiệu nhiều, mình vẫn là Đặng Ngọc Thanh. Mình đến từ trường phim trường Phan Chu Trinh mà được gọi đây là trường liên cấp 1, 2, 3. May mắn thì chắc chắn là chuyện bình thường thôi, chứ nếu như mà có may rồi hay không rất là ngon lắm. Vâng, và xin chúc cho bạn Đặng Ngọc Thanh có một cuộc chơi để may mắn trong ngày hôm nay. Xin mời bạn hãy cùng với chúng tôi đến với vòng đặc biệt của chương trình ạ. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với vòng đặc biệt của Những Hộp Thần Vàng. Và bạn Đặng Ngọc Thanh chắc cũng đã nắm khá là rõ luật chơi rồi đúng không ạ? Tại tôi là người host của cho ông Tuấn Anh nên tôi cũng đã nắm rõ luật chơi rồi. Nên chúng ta chiến luôn. Ok, thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 20 chiếc cặp. Và chúng ta sẽ có 20 giá trị khác nhau cho mỗi chiếc cặp này ạ. Là đúng vậy. Và một trong số đó sẽ có một phần thưởng trị giá lên đến 1 triệu đồng Miraculous. Và chắc là Thanh nắm khá là rõ rồi. Và bây giờ xin mời Thanh lựa chọn một chiếc cặp cho riêng mình ạ. Ok, và bạn Đặng Ngọc Thanh đã lựa chọn chiếc cặp số 14 đó. Dạ vâng. Và cặp số 14 đó là lựa chọn của bạn Đặng Ngọc Thanh. Và Thanh đã sẵn sàng để bước vào... Chúng ta bắt đầu luôn đi. Get ready to move your finger. Và vòng đầu tiên, bạn Thanh sẽ mở 5 cặp. Mở cặp số 16 đầu tiên. Và bạn Thanh đang mở chiếc cặp số 6 ạ. Số 6. Ok. Và để xem chiếc cặp số 6 có giá trị bao nhiêu tiền ạ. Đó là 7.500 đồng Brooklyn, xin chào mừng. Và bạn còn lại 5 cặp, 4 cặp ạ. Ở từ cặp đầu tiên là cần may mắn.
quá, bây giờ thì mở cặp số 10 cho nó ok nữa mình. Mở cặp số 10. Và đó là quyết định của bạn anh. Bao nhiêu đây? Hãy xem đi. Điều đó sẽ không xảy ra đâu. Đó là 100.000 đồng Brown Club. Còn lại 3 cặp. 17 chấp nhận luôn. 17 tương trọng. 17. Để xem. Xin mời chiếc cặp số 17. Đó là 50.000 đồng Brook Plus. 50.000. Ok, hai cặp tiếp theo mình mở lần lượt là 19 và 20. Mở 19 trước đi, rồi mở 20 sau. Bạn đã mở số 19 trước. Để xem. Wow. Đó là 100 đồng Brooklyn, xin chúc mừng. Đó là 100. Và bạn anh chỉ còn lại duy nhất một chiếc cặp và đánh lửa số 20 là chiếc cặp và sau cùng. Và bạn đã quyết định lựa chọn đó là số 20. Để xem chiếc cặp số 20 của bạn tặng vào danh có đem lại may mắn cho bạn hay không. Thấp đây. 250.000 đồng Miraculous. Vâng. Và bây giờ sẽ là ngân hàng chào giá. Và ngân hàng đã chào giá chiếc cặp số 14 giá đầu tiên với trị giá là 10.250 đồng nữa. Và bạn quyết định chấp nhận hay không chấp nhận. Không chấp nhận. Và quyết định của bạn Thanh là không chấp nhận. Và bây giờ nhiệm vụ của bạn Đà Ngọc Thanh là loại 4 chiếc cặp tiếp theo. 4 chiếc cặp thứ tự từ 1, 2, 3, 4 theo sau nhận định từ 1 đến 4. Cái con số 1 quá nhiều. Và chúng ta bắt đầu cái con số 1 trước. Chiếc cặp số 1. Xếp mời. Wow. Đó là 5.000 đồng Brock nữa. Xin mừng. Đó là 5.000 đồng Mike. Be gravous. What the fuck? Và bạn đã học thấy muốn mở chiếc cặp nào tiếp theo? Tiếp theo, từng giờ đi, 2, 3, 4. 3 chiếc cặp còn lại của bạn Thanh là 2, 3, 4.
Vậy thì xin mời mở chiếc cặp số 2 trước. Xin mời. Ôi giời. Vâng. Sẵn con tay chim rồi. Đó là 125.000 đồng Miraculous. 125.000. Không sao cả. Ok. Vâng. Và hiện ra bạn vẫn còn giữ được 3 số tiền lớn nhất. Đó là 750.000 đồng Miraculous. Và cao nhất ta là 1 triệu đồng Miraculous. 1 triệu, nửa triệu. Và khoảng 25% được 1 triệu. Bây giờ sẽ là số 3. Số 3. Xin mời số 3. Không thấy một hình vào phơi nhưng mà sẽ nghe không gần anh nói. Trong khi đó mình có thể click vào trên nhà. Mong rằng đây sẽ là bài tám. Có gì mình sẽ gửi cho tôi cho anh đó chính là một cái lê hoàn chỉnh. Đó là 1.000 đồng Miraculous, xin cảm ơn. Bao nhiêu? 1.000. Và bạn Thanh lại gặp may mắn tiếp. Và hy vọng rằng là sau chương trình này thì mình sẽ cho anh đó chính là sử dụng cái lê mới nhất mà mình được là lê chỉnh sửa, mình có sửa hết tất cả các nhà. Khi mà mình bấm ô tiền ra là mình sẽ được gọi là khi đóng cái ô tiền lại thì nhà sẽ hiện lên. Đó, mới đây là điều thay đổi hết sức là bình thường mà mình đã làm thử nghiệm trong số thứ hai của bà Tuấn Anh rồi. Mình nhớ là rất là kỳ luôn. Chết cái nhà. Wow. Rồi quay trở lại với cái cặp số 4. Và Thanh đã chọn chiếc cặp số 4 là chiếc cặp ngay từ lúc đầu trước khi chọn cặp số 1. Vậy hay xem. Vậy thì xin mời cặp số 4. Thử xem vận may có đến với bà ta cặp này hay không. Xin mời. Wow. 10.000 đồng Miraculous, xin mừng. Đúng rồi. Ok. Và bây giờ sẽ là tiết mục ngân hàng chào giá. Đã luôn. Cảm ơn. Cảm ơn. Ok. Ngân hàng chào giá. Chiếc cặp số 14 với trị giá là 20.500 đồng Miraculous. Chấp nhận hay đầu thi được. Xin phép từ tay luôn. Không chấp nhận. Đầu thi rồi, that's the spirit. Và đến thời điểm hiện tại, Thanh đã lại được 9 chiếc cặp. 3 cặp tiếp theo. 4. Đúng vậy. Và như Thanh nói sẽ là 3 chiếc cặp tiếp theo. Chiếc cặp đầu tiên từ trong vòng này. Từ 13. Số 13. Ý tôi nói là từ 11 đến 13. Lần lượt từ 11 đến 13 mà. Số 11 cho đến số 13 xui xẻo. Vâng, xin mời số 11. Và số đây đó sẽ là hai cái tấm nào bên rác xin cảm ơn. Ai nhìn mặt trăng. Và còn lại hai chiếc cặp. Và bây giờ sẽ là số 12. Từ là như giống thanh hoài thì quá là ok rồi đấy. Và chiếc cặp này sẽ có một số đăng. Một số con. Đăng là Rock Club sẽ tâm ơn. Một số con vậy là bao nhiêu tiền. 50.
3 con lai. Số 13 siêu siêu. Không biết là muốn siêu siêu hay không. Xin mời. Tại vì hiện giờ có còn 2 chiếc cặp, có 3 số đồ là số 5 và 2 số 0. Đó sẽ là 500 hay 500.000 đồng Miracle. Đừng có tâm 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 đã để mất đi cơ hội. Lớp luôn một mất luôn nửa triệu đồng rồi. Nhưng mà yên tâm vẫn còn 25% với lại là 100% luôn. Ấy là 75% trở đi. Thanh hãy quyết định sao cho đúng đắn nhất có thể. Nhưng hàng theo giá gọi điện cho tôi. Đúng vậy. And now it's the bank's offer. Let's go. Nhâm Hà lấy người tin nhắc. Ok. Tôi xin nghe đây ạ. À, 7, 0. Dạ. What? Dạ. Đảo. Tôi sẽ cho đặt lại nghe ạ. Dạ. Và đã chịu giá luôn. Đây các bạn. Wow, ok. Xuyên mạng hình của bạn. Ngân hàng đã truyền đặt cho tôi. Và tôi sẽ truyền đặt lại cho bạn. Với số tiền là 1.870. 1.495 đồng Miracle. Ờ, chấp nhận, không chấp nhận. 30.000 mấy? 50.195 đồng Miraculous. 195. Ủa tôi nói sai sao vậy? 50.000. 195. 495 mà. Chấp nhận hay không chấp nhận với số tiền này? 495. 50.495. Ờ. Không lấy. Và bà đã quyết định không chấp nhận. Tức là không chấp nhận. Chúng ta quay trở lại mở tiếp. Tu và cặp. Thanh đã loại đi tổng cộng đến đây điểm hiện tại là 12 chiếc cặp. Và bây giờ sẽ là mở 2 cặp. Và Thanh muốn loại chiếc cặp nào đầu tiên? M8 và 9 đầu M8 sau đó đến 9. 8 và 9 luôn. Thành đã quyết định một cách nhanh chóng. Và xin mời chiếc cặp số 8 đầu tiên. Xin mời. Đừng nói là 1 triệu nha. Đừng nói là 1 triệu nha. Chủ tịch lý trượt nhớ. Đó là 750 đồng Miracle, xin mừng. 2.500. Ủa đúng không ta? 2.500. Và tiếp theo sẽ là cặp số 9. Cặp số 5 có giá là 2.500. Đó sẽ là số 9 mai bán hay là số 9 xui xẻo. Các bạn ơi, đây là 2.500 cho cái gặp số 8. Và Thanh sẽ nguy cơ cao. Một là lấy số tiền nhỏ, bước hai là lấy đi một trong những số tiền lớn của chương trình. 250 rồi. Đầu tiên là mình đã có được 2.500 ở gặp số 8 rồi. Vậy còn số 9 là bao nhiêu? Ôi trời ơi, 1 triệu đồng Miraculous.
và Thanh đã để mất đi một trong những giải thưởng lớn nhất của chương trình. Vâng, thật là tiếc cho bạn Đặng Ngọc Thanh. Và hiện giờ cảm giác của bạn Đặng Ngọc Thanh như nào khi bị mất đi một số tiền quá lớn như này ạ? Tôi rất là thấp ẩm luôn, nhiều view đến tâm nhưng mà tôi vẫn còn đến 75.000 nữa, 750.000. Đã đến lúc chúng ta bắt đầu với một cái cuộc gọi đặc biệt từ Ngân hàng. Dạ. Và bây giờ sẽ là tiết mục Ngân hàng chào giá. Chúng tôi dạ, tôi xin nghe đây ạ. Dạ. Wow. Dạ, cảm ơn cả. Ok, như vậy là Mr. Banker. Mr. Banker của chúng ta đã chào giá chiếc cặp số 14 với trị giá là, vâng, chiếc cặp số 14 có trị giá là 1.493 đồng Miraculous. Và Thanh quyết định chấp nhận hay không chấp nhận? 1.9.3.00. Và Thanh quyết định không lấy số tiền. Khoan khoan, 1.9.3.00 mà, trời đất ơi. Tôi gặp số 1.9.3.00 có phải là 1.9.3.000 không? 120.493 đồng Miraculous. 120.000 á? 493 đồng. Thanh quyết định lấy 120.493 đồng Miraculous hay là tiếp tục hành trình để giành lấy chiếc cặp trị giá 750.000 đồng Miraculous? Ok, đến đây mà 1 triệu vẫn chưa được ai giành lấy. Thôi, tôi xin chấp nhận luôn. Và Thanh đang có định chấp nhận. Vâng. Và đầu tiên tôi phải nói là xin chúc mừng Đặng Ngọc Thanh đã giành được 120.493 đồng Miraculous. Vâng. Tuy nhiên là mà Thanh chơi tiếp thì Thanh muốn biết chiếc cặp số 14 là trị giá bao nhiêu? Nếu mà Thanh phải dự đoán thì Thanh dự đoán chiếc cặp này sẽ là bao nhiêu ạ? 25 hoặc là 750 7, hay là 750. 25, 750. Và đó ai số tiền chưa không? Và tôi phải nói thật, thật là tiếc cho bạn Đặng Ngọc Thanh, nếu mà bạn chịu giữ chiếc cặp số 14 lâu hơn một chút nữa, oh well, thì bạn đã giành được số tiền là 200.000 đồng Miraculous. Ok, như vậy là phần thi của bạn Đặng Ngọc Thanh đến đây đã kết thúc rồi. Và chúng tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã cùng đồng hành với chương trình Nhân Ngọc Ngân Vàng số thứ 3. Và để tham gia được chương trình thì các bạn hãy đăng ký thông qua liên hệ với ekip Nước Ngọc Thật Bản của tôi. Và bây giờ xin cảm ơn tất cả mọi người và bước vào thì em have a good health. Chúc các bạn có một sức khỏe dồi dào, ăn năn trịnh thượng và luôn luôn thành công may mắn trong sống. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các chương trình lần sau.